Kính thưa quý vị khán giả, là cư dân bản địa tại Bình Phước, đồng bào dân tộc thiểu số Stiền có nhiều nét văn hóa đặc trưng, nhiều làng nghề thủ công truyền thống mang tính chất đặc sắc và tính chất riêng có. Và ngày hôm nay, chương trình Bình Phước Đất và Người xin được mời tất cả quý vị khán giả cùng với Lê Nguyên, chúng ta cùng tìm hiểu về nghề truyền thống đan gùi của đồng bào dân tộc Stiền. Và nghề truyền thống đan gùi cũng đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Giờ đây chúng ta cùng tìm hiểu quý vị nha. Không biết có từ bao giờ và khởi nguồn từ đâu, ai đã sáng tạo ra những chiếc gùi? Chỉ biết rằng, gùi là hình ảnh rất đổi thân quen trong đời sống văn hóa tinh thần và trong lao động sản xuất của người Stiền ở Bình Phước. Gùi có mặt trong hầu hết các lễ hội văn hóa truyền thống của người Stiền. Gùi lên nương, lên rẫy. Trong kháng chiến, gùi tham gia tải đạn, vận chuyển lương thực, nuôi bộ đội. Cứ thế, những chiếc gùi gắn bó với đời sống đồng bào dân tộc Stiền ở Bình Phước như vật bất ly thân. Đặc biệt, những chiếc gùi xinh xắn, hữu dụng này chỉ có thể được tạo ra từ đôi bàn tay khéo léo, sự tỉ mẩn đầy sáng tạo của nam giới, nhưng lại gắn bó sâu sắc trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của người phụ nữ Stiền. Hồi xưa, mà ông nội bà nội, từ làm 18, 19 tuổi, nếu mà không làm cái này mà không sai gì được. Hồi lúc hồi xưa đấy, phải làm gùi làm nè, mà để đựng đồ, đựng lợn, đựng gạo như thế, phải làm kho đó. Chỉ có người biết người không, người biết người không, người không biết thì không, người biết thì nó biết. Cái khi có mấy chú đấy mà xa mới không biết. Cái này là thì thí dụ đi rẫy này, đem cơm đem đồ rồi thì đi mang lúa các thứ, đi tuốt lúa rồi mang rồi về, mình mang cái này ở đằng sau á, đi lên dốc nó rất khỏe đó, nó rất khỏe đó. Tại vì mình mang bằng hai cái vai này, mình không có phải nghiêng người nghiêng gì hết, còn như mình vác đó mình phải nghiêng đầu vậy mình mới vác đi được, là lên dốc nó rất mệt, nó rất là đau lưng, nhưng mà cái này đó, là không có đau lưng, không có gì hết. Mình mang mình đi lên dốc bình thường. Có người thì biết đan cái kiểu này, có người thì không biết, có người biết đan cái kiểu dài không, từ đây xuống đây thôi. Dạ. Tại vì là coi như trên này là nóng đôi, dưới này cũng nóng đôi. Dạ. Thế nhưng mà có cái nhiều người á là đan được nóng đôi dưới này thôi, còn lên cái kiểu cái ô này là không biết này. Đó. Không rộn ràng như tiếng cồng tiếng chiêng, rực rỡ như những chiếc váy áo thổ cẩm, cũng không là vật phẩm trong lễ cưới hỏi, nhưng chiếc gùi là biểu tượng, là vật dụng không thể thiếu trong đời sống của người Stiền, là món quà ý nghĩa người cha tặng cho con gái khi về nhà chồng. Một nét văn hóa đặc trưng làm sâu sắc hơn vẻ đẹp chịu thương, chịu khó, đảm đang của người phụ nữ Stiền. Với phụ nữ Stiền, chiếc gùi không đơn thuần là dụng cụ dùng trong sinh hoạt hàng ngày. Đó còn là niềm kiêu hãnh, là trang sức, chất chứa tâm hồn của họ. Từng văn hoa kiểu dáng, kích thước của chiếc gùi được những nghệ nhân Stiền ngày càng sáng tạo tinh tế, đáp ứng nhu cầu sử dụng, tính thẩm mỹ ở mọi lứa tuổi và cung cấp cho thị trường rộng lớn. Theo các nghệ nhân Stiền, để đan được những chiếc gùi này không khó. Điều quan trọng là niềm đam mê, sự sáng tạo với nghề. Nghề đan gùi đòi hỏi sự cẩn trọng, tỉ mẩn, tinh tế. Không chỉ ở công đoạn chọn những thanh tre nứa, không non cũng không quá già, kỹ thuật vót và óc sáng tạo trong văn hóa kiểu dáng. Đặc biệt, tùy nhu cầu sử dụng, mỗi chiếc gùi sẽ được dùng kết hợp nguyên liệu tre nứa mây cho phù hợp và đảm bảo chất lượng lâu bền. Gùi đan xong, người Stiền thường gác trên bếp củi để hông khói nhằm không bị mối, mọt và tạo vẻ đẹp riêng cho chiếc gùi. Cũng đè cây đùi nhựa màu hừ, cái này thì sau đó thôi thì cô chị đây, mình hứa tên bếp như vậy này lâu năm lắm. Lúa năm hư, màu đen mình hư lấy lửa. Cái màu đỏ ha, phải là có lại cây đỏ, mà cây đỏ chắc là phải ngâm 4-5 bữa, mà ngâm khi mà đủ hết mà được có cái đỏ. Nếu dao côi, xà gạt, nó thể hiện sự dũng mãnh của người đàn ông, là vật dụng không thể thiếu khi đi rừng, lên rẫy, thì chiếc gùi lại gắn liền với cuộc đời, sự siêng năng, trách nhiệm với gia đình của người phụ nữ Stiền. Đi rây, mang cái này cũng được, mang cơm, mang bầu.
cái trái bầu á, mình múc nước á, hồi đó là nước suối xa, giờ mình múc để cái này mình mang, cái này là để gạo, để lúa thôi, cái này là để cái nước nó ra, mang cui, làm cui, để sau lưng này mình để chung lưa. Một, hai là làm cái khiêu xúc lúa, xúc lúa vậy này, mình đừng này, cái đó là gọi cái xa, cái này làm pel. Người Kinh là kêu chung một cái là gùi thôi. Người Stiên quan niệm, đàn ông muốn lấy vợ phải đan được ít nhất một cái gùi. Phụ nữ muốn lấy chồng thì phải dệt được ba tấm thổ cẩm. Tuy nhiên ngày nay, trước cơn lốc hòa nhập của cuộc sống hiện đại, nhiều phương thức vận chuyển tiên tiến đã được thay thế cho những chiếc gùi. Nghề đan gùi của đồng bào Stiên đang dần bị mai một. Để lưu giữ làng nghề truyền thống, nét văn hóa đặc trưng của đồng bào cư dân bản địa, nghề đan gùi của đồng bào dân tộc Stiên ở Bình Phước đã và đang được gìn giữ, phát huy và được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Và nhận thấy cái điều đó thì trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã tổ chức các lớp tập huấn để đan gùi, như là người lớn tuổi sẽ truyền dạy lại cho lớp trẻ. Hiện nay thì công nghiệp họ cũng làm được cái gùi nhựa cũng được sản xuất rất là nhiều. Tuy nhiên gùi nhựa so với gùi tre thì cái hiệu quả của nó không cao. Và hiện nay thì huyện Bù Đăng chúng tôi cũng đã có rất nhiều nghệ nhân, ngoài cái việc mà đan gùi đẹp thì họ cũng có những cái kỹ năng để truyền dạy cho học viên. Và hiện nay thì qua cái thời gian, qua những cái lớp mà chúng tôi đã tổ chức thì hiện nay thì cái số lượng người biết đan gùi, đặc biệt là giới trẻ, thì cũng đã tăng dần lên. Và trong thời gian tới thì chúng tôi vẫn tiếp tục mở những lớp đan gùi như thế này, ngoài cái việc bảo tồn những cái giá trị của di sản văn hóa là đan gùi thì chúng tôi còn muốn quảng bá để phát triển du lịch, làm những sản phẩm cho du lịch của huyện nhà. Không chỉ xuất hiện trong cuộc sống thường nhật, chiếc gùi của đồng bào dân tộc Stiên đã đi vào thơ ca, nhạc họa và phần nhiều đã trở thành thông dụng. Từng bức họa điêu khắc cuộc sống của người Stiên đều không thể thiếu hình ảnh của những chiếc gùi. Và dẫu trong cuộc sống hiện đại ngày nay, đời sống của đồng bào dân tộc Stiên đã có nhiều thay đổi khác trước, nhưng những chiếc gùi vẫn là phương tiện vận chuyển không thể thay thế trong tập quán sinh hoạt, đi rừng, làm rẫy của đồng bào dân tộc Stiên. Chiếc gùi đã, đang và sẽ còn được các thế hệ đồng bào dân tộc Stiên gìn giữ, bảo tồn và phát huy với một niềm kiêu hãnh, một đặc trưng văn hóa truyền thống sâu sắc nhất trong tâm thức của người dân nơi đây. Kính thưa quý vị, mỗi một làng nghề sẽ mang những cái nét giá trị văn hóa rất đặc trưng, và không chỉ đơn giản là những vật dụng sinh hoạt trong đời sống hàng ngày, mà những chiếc gùi của đồng bào bà con Stiên ở tại Bình Phước còn truyền tải rất nhiều những thông điệp về văn hóa, góp phần làm phong phú thêm đời sống của bà con nơi đây. Chương trình Bình Phước Đất và Người xin được cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những kỳ phát sóng tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt. Đăng ký theo dõi kênh YouTube Truyền hình Bình Phước để được cập nhật tin tức mới nhất.